Đây nhá, đây là mình muốn tính là tổng hình vuông trong phần tô màu vàng thì ở đây có là 6 6 ô theo chiều ngang, là 6 ô theo cột và 6 ô theo hàng. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Như vậy thì bây giờ mình muốn tính là tổng hình vuông trong phần tô màu vàng, tức là cái này là một hình vuông. Sau đó cái này lại là một hình vuông. Sau đó bất kỳ một cái này lại là một hình vuông, xong cái này là một hình vuông hoặc cái này cũng là một hình vuông. Như vậy thì ta đếm kiểu gì? Thì có một cách đếm như sau, tức là có rất nhiều cách, nếu như áp dụng tổ hợp thì cũng có rất nhiều cách để giải. Nhưng cách này là cách dễ nhất này. Cách thứ nhất là một ô được coi là ô vuông luôn. Một ô, như vậy ta gọi đây là một ô này, sang đây là hai ô này, sang đây ba ô, bốn ô, năm ô, sáu ô, vậy sáu ô theo cột. Và theo chiều này cũng là 6 ô theo hàng. Như vậy lượt lượt đếm số 1 ta có tổng là 6 nhân với 6 bằng là 36 ô vuông. Đấy là lượt 1. Thế là xong ô vuông dạng xeo này rồi nhé, con này Nhỏ rồi, nhất này. nhỏ nhất rồi nhé. Thế lượt 2 là vì nó là ô vuông cho nên là phải 4 hình như này mới được gọi là một ô vuông, mới hình gọi là một hình vuông. Như vậy thì bốn hình, bây giờ mình giữ nguyên cái hình vuông này, sau đó mình trượt đi. Như vậy thì đây là một hình này, trượt sang đây này, đây là một hình thứ hai này, trượt sang đây một hình thứ ba, trượt sang đây hình thứ tư, trượt sang đây một hình thứ năm. Như vậy thì thấy là đây là một hình, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, xuống cái này một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Nếu đem tất cả như thế, như vậy thì lượt hai ta sẽ có là 5 nhân với 5 bằng 25 ô vuông. Lượt thứ ba này thì ta phải có 9 ô như thế này mới được gọi là số lượng ô vuông, là mới là gọi một hình vuông. Như vậy thì đây là một hình này, xong trượt sang đây là hình thứ hai này, trượt sang đây hình thứ ba, trượt sang đây hình thứ tư. Như vậy là ta có bốn bốn hình vuông, và đây cũng là một một này, hai này, ba này, bốn này, cứ trượt dọc đây này bốn. Như vậy 4 nhân 4 là 16. Lượt số 3 thì ta có là 4 nhân với 4 bằng 16. Thực ra đến đây thì có thể đoán được ngay được đáp án rồi. 6 nhân 6, 5 nhân 5, 4 nhân 4, 3 nhân với 3 bằng 9. Sau đó là tiếp là 2 nhân với 2 thì bằng 4. Sau đó cuối cùng là 1. Cuối cùng là 1. Đấy. Lại là một. Thì là 1. Tại sao ví dụ như hai chẳng hạn, thì đây như trường hợp này là hai này, trường hợp hàng là hai này, thì trượt sang phía bên này thì đây là một hình nữa, hết rồi, chiều ngang hết rồi. Như vậy thì hai, sau đó vẫn là cái ô này nhé, mình trượt xuống thì tạo thành cái ô này này, tạo thành ô này, thế là được ba đúng không? Sau đó trượt sang phía bên đây là cái ô cuối cùng là bốn. Như vậy tổng số hình vuông trong này thì sẽ bằng là tổng của các con số này đây, xăm bằng 91. Đấy, cộng tất cả con số này lại 10, cho nhỏ lại 32. đấy, bằng này, sum của cái hình này. Thực ra các em nó chỉ cứ ngồi mà đếm thôi, nhưng mà chúng ta thì chúng Chúng ta vào nhóm số ta 91 thôi sum. này. Như vậy thì ta có là đáp án là 90, 91 ô vuông. Đấy. Xong.